mẫu từ nơi hằng sông thiên liêng. Người luôn xót thương nhân loại đắm say nơi mạt kiếp truyền luân. Nay
được truyền nhân căn. Phải lo bồi đắp âm chất thiên liêng, dành hạnh diện khi trở về. Sớm nam thức tỉnh lo cô bị đạo trời sáng khai, cứu độ nhân loại. Này đại ân xá kỳ ba,
quầy ràng xôi lần lùng khắp ngã đường lời ai kỷ ai nhân đồng vì
Hãy